Xin chào tất cả mọi người, mình là dược sĩ Ni, là nhân viên chăm sóc sức khỏe bên công ty Verirox. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo kim cương vàng. Ở đây thì mình có dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo kim cương vàng sinh khối tươi ha. Bên trên này là những sợi nấm đông trùng hạ thảo, còn bên dưới là cái đế để nuôi cấy đông trùng hạ thảo được tổ hợp từ cỏ lứt, khoai tây và những dòng thảo dược khác. Đông trùng hạ thảo có rất là nhiều cách để mà sử dụng như là hãm trà, ngâm rượu, ngâm mật ong hoặc là hầm nấu với thức ăn để mình sử dụng. Nhưng mà cái cách mà sử dụng mà tốt nhất và phổ biến nhất thì là cách hãm trà, thường được gọi là pha trà để sử dụng. Và sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách pha trà đông trùng hạ thảo sinh khối tươi của đông trùng hạ thảo kim cương vàng. Đối với những người không có nhiều thời gian hoặc những người đang bận biểu thì mình có thể dùng một cốc để mình pha trà. Còn đối với những bữa tiệc hoặc là những đợt tiếp khách thì mình có thể pha trong cái ấm trà này. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách pha trà để tiếp khách trong cái ấm bình và đông trùng hạ thảo. Mình cần một bông của đông trùng hạ thảo ha. Lấy muỗng, mình chỉ cần xớt nhẹ từ trên xuống dưới ngay cả phần đế này luôn. Dùng muỗng ha, xớt vừa phải thôi, tầm 5-7 sợi một lần uống ha, một lần pha. Bao nhiêu đây là đủ ạ? Được rồi, bỏ vô ấm trà ha, mình bỏ nguyên đế luôn. Rồi chế nước sôi vô ạ. Mình chế tầm 100-200ml nước sôi là vừa ha. Mình ngâm từ 10-15 phút sau mình có thể sử dụng được rồi ạ. Trong khi chờ đợi trà đông trùng hạ thảo của mình có thể sử dụng được thì sau đây em sẽ chia sẻ một số công dụng của đông trùng hạ thảo ha. Thì đông trùng hạ thảo sẽ có ngoài cái công dụng bồi bổ sức khỏe này, tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa ung thư rất là tốt, thì trong đông trùng hạ thảo có chứa chất codeacepin. Thì dòng chất này nó sẽ hỗ trợ cho mình là bao lại hoặc là làm giảm tốc độ tăng trưởng của tế bào ung thư hoặc là di căn đó. Ngoài ra khi mà sử dụng song song đông trùng hạ thảo trong các lần điều trị hoặc là các lần hóa trị xạ trị thì nó sẽ làm tăng cái hiệu suất của lần điều trị lên và tăng công hiệu của lần điều trị và giảm tác dụng phụ của thuốc tây hoặc là thuốc đặc trị trên cơ thể mình khi mà đang trong đợt điều trị các bệnh ung thư hoặc các bệnh lý. Ngoài ra thì nó sẽ đánh mạnh vô cái sinh lý của hai giới là nam và nữ đó. Đối với nam thì nó sẽ cải thiện được chức năng gan, thận, phổi và hỗ trợ điều trị về bệnh lý về gan, thận, phổi cho mình luôn. Còn đối với nữ, ngoài cái công dụng là hỗ trợ tăng cường và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan, thận, phổi thì nó giúp cho cơ thể phụ nữ này cân bằng nội tiết tố, chống lão hóa, làm đẹp da và có thể hỗ trợ giảm cân cho đối với những người muốn giảm cân. Dạ, sau 10-15 phút mình ngâm trà thì mình có thể sử dụng được rồi nha mọi người. Màu trà rất là đẹp mắt ha, màu vàng tươi. Và sau đây mình sẽ rót cho mọi người cùng thưởng thức ạ. Hương vị rất là thơm, vị rất là thơm nha mọi người, rất là dễ dùng ạ. Cái thời điểm mà sử dụng trà đông trùng hạ thảo tốt nhất cho sức khỏe là lúc sáng sớm trước khi ăn và buổi tối trước khi đi ngủ. Đối với bệnh nhân có suy nhược cơ thể và là những người cao tuổi có triệu chứng bị mất ngủ kinh niên thì mình nên sử dụng trà đông trùng hạ thảo cách giờ ngủ ra từ 2-3 tiếng để mà cải thiện được tốt nhất cho cái giấc ngủ
và sức khỏe của mình. Mình tốt nhất mình nên sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần tầm 5 tới 7 sợi. Và nhớ là khi mà mình hãm trà xong thì mình ăn luôn cả sắc nấm và đế luôn ha. Đối với lại đông trùng hạ thảo tươi. Còn đối với lại đông trùng hạ thảo khô thì mình có thể sử dụng và ăn luôn cái dòng đông trùng hạ thảo ở dưới sắc nấm, ở dưới thể nấm. Và đây là video em hướng dẫn mọi người cách sử dụng đông trùng hạ thảo sinh khối tươi của đông trùng hạ thảo kim cương vàng. Rất mong mọi người theo dõi và chia sẻ video này. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau ạ. Mọi thắc mắc tư vấn, mua hàng, quý khách có thể liên hệ qua showroom 27 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, hotline 1900 636325, website là harirop.vn hoặc là cửa hàng thảo dược.com.